Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clan nhận được 6 đồng token Inco Digital. Một số thông tin về đồng token này: được tổ công phát hành là 16.500.000 và đã có 855 tài khoản order, đã phát sinh 2.327 lần giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn khi truy cập vào link website clan.net nha. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc là chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví để ta mắc phòng ví trước Relax của các bạn nha. Các bạn thêm về chỉ token nằm vào ví cho mình. Ký hiệu Inco, số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được để chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clan.net nha. Truy cập vào bước 2, cái link dưới gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn kéo xuống dưới từ dưới này thì các bạn nó sẽ hiện thị ra cái nút yêu cầu in code này, thì các bạn nhấp vào đây cho mình. Rồi ở đây có một số công ty người ta có cần này, giá lên sau khi lên USD lên sàn thì một Inco sẽ bằng 1,5 USD. Tôi đưa mấy bạn Clam nhận được 6 đồng thì bạn sẽ được 9 đô nha. Rồi nếu bạn có được nhu cầu mua thì các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0,05 BNB mua cái đồng token này để hold và tích trữ lâu dài. Giờ cơ hội nhiều lần tài khoản đằng sau nha. Các bạn Clam các bạn nhấp vào đây, yêu cầu 6 Inco đây thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cơ đối với ví. Chưa được phê duyệt, ta đáp xuân được phê duyệt. Chờ một giáp thì sẽ nhấp lại nha. Yêu cầu rồi, khi ra là 0,00065 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, tôi đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clan.net để cập nhật những dự án mới nhất và tài khoản cần mới nhất chuyên về mạng Balance Blockchain nha. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Balance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 6 đồng token Inco. Sau đó bởi mình nhấp Clam 2 lần nên sẽ đã nhận được 12 đồng nhé. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.